Dạ, thì rất chịu mến chào tất cả các chú anh chị. Lời nói đầu tiên chịu xin kính chúc các chú anh chị có một cái buổi xem video vui vẻ. Thì với bộ series của chịu tham quan cái ngôi nhà cổ ở bên Châu Thành, Tiền Giang, thì ở phía sau lưng chịu trước mắt quý vị khán giả là một cái ngôi nhà cổ rất là cổ kính luôn nha. Thì chịu nghĩ là cái ngôi nhà cổ này nó có tuổi đời khoảng hơn 100 năm. Thì hơn 100 năm thì đã một cái nét kiến trúc cổ đại cũng đã xuống cấp rồi, nhưng mà chịu cũng có thể là nghe nói thì có một cái sự trùng tu nhẹ, nhưng mà cái nhà này cũng không biết là lý do tại sao họ chưa trùng tu lại. Thì mọi người cùng với chịu sẽ bước vào đây để tham quan cái ngôi nhà cổ này nhé. Thì mọi người cùng theo chân với chịu nhé. Và đây trước mặt quý vị khán giả là một cái ngôi nhà cổ cũng thấy một cái nét cổ đây. Chịu thấy một cái kiến trúc rất là nó đẹp nha mọi người. Thì cổ này thì cũng khoảng nhà khoảng hơn 100 năm rồi. Ở bên đó có một cái cổng nè, một cái ngôi nhà có một cái cổng đi vô. Nét đẹp của cái ngôi nhà này cũng rất là xưa, nhưng mà đã xuống cấp rất là nặng rồi. Thì một cái ngôi nét cổ như thế này thì chủ nhân cái ngôi nhà thì cũng là nói là ngại, không ngại, rất là ngại cái chưa có trùng tu gì á, thì không cho vô tham quan. Thì nhưng mà chịu sẽ review lại một chút xíu về cái nhà này, nét đẹp của ngôi nhà này. Thì mình quay không ở phía trong được thì mình quay ở ngoài, nhưng mà thật sự thì thấy một cái ngôi nhà cổ rất đẹp. Em thấy cứ quay cái nhà này nó hơi cổ kính, cổ đại hơn bên này. Nên mình tìm hiểu cái này thì cũng chưa đủ 100 năm vậy hả, nhưng mà nhìn nó rất là cổ kính và dạ, nó mang một cái đậm chất gì của thời xưa đúng, đúng, đúng. Luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em nghĩ rồi, thứ nhất là cái kiến trúc của ngôi nhà và cái kiểu cách nè, dạ. Rồi cái năm tháng theo thời gian nó phai mòn đi, dạ. Và nó bị hư hao rồi, nó có chỗ nứt chỗ này á, nó làm cho ngôi nhà nó có thêm một cái vẻ đây. Thì xung quanh cái ngôi nhà thì bên đó thì cái ngôi nhà cổ bên này và bên này thì cũng ná ná nhau thôi, cũng giống nhau. Thì nhưng mà ở bên này nó không có hành lang ở phía trước, và cái ở đây nó chưa trùng tu lại, vẫn còn nét một cái nét cổ đại đó. Thì còn cái ngôi nhà này nhỏ bên phía bên tay phải của quý vị khán giả cũng đã trùng tu một lần rồi, thì cũng sửa sang lại cái những nào chỗ nào mà hư hại thì cũng đã chỉnh sửa lại rồi, bù đắp lại thôi. Dạ. Nhưng mà hiện tại giờ thì chịu xin kết thúc video tại đây. Tại video này chịu cũng không thể vô vào cái căn nhà này để tham quan được, nên một cái video rất là ngắn thì giới thiệu một cái căn nhà cổ như thế này thì cũng không có đầy đủ chi tiết đến gửi đến quý vị khán giả, nhưng mà cũng là một cái hình ảnh đẹp của cái ngôi nhà cổ này. Đây thì ở phía trước có một cái ngôi cổng rất là lớn, thì ở phía này xung quanh này thì cũng không có người ta gọi đó, nhưng mà ở trên đó người ta có một cái bảng hiệu, một cái logo NH. Thì bây giờ chị xin kết thúc video tại đây nha. Thì mọi người thấy hay thì chia sẻ cái video này gửi đến quý khán giả nhiều hơn, và chị sẽ cố gắng tìm hiểu và tìm thêm thông tin và những cái ngôi nhà cổ để gửi đến quý khán giả nhé. Thì xin tạm biệt tất cả mọi người.